Chương 2. Chuyến bay cuối cùng. Suốt buổi chiều mồng một Tết Giáp Thìn, đến rạng ngày hai Tết, tôi không gặp mặt Thọ. Thọ đi cùng xe với thiếu úy Lưu Kim Cương. Vào dạo đó, Lưu Kim Cương thường đến nhà tôi thường xuyên. Trong đầu óc tôi, luôn luôn nghĩ rằng Lưu Kim Cương là bạn thân của Đỗ Thọ. Nhưng đã có lần tôi nghe nói với Thọ, Lưu Kim Cương không phải là người bạn tốt, vì anh ta có nhiều cử chỉ quá trớn trong nhà chúng tôi. Nhưng Thọ la rầy và cho Lưu Kim Cương quá thân nên có tình trạng đó. Những ý nghĩ của tôi đã thành sự thật đối với Lưu Kim Cương khi Đỗ Thọ mất xác trên ngọn núi Trà Bồng, Quảng Ngãi. Thiếu úy Lưu Kim Cương đối với tôi như người anh trong nhà. Mọi phương tiện sẵn có của anh em chúng tôi, Lưu Kim Cương có thể dùng bất cứ lúc nào khi anh ta cần đến. Thế mà khi Đỗ Thọ mất, tôi làm ký giả cho tờ Nhật Báo Miền Nam. Tôi gặp Lưu Kim Cương thì anh ấy lờ đi như không quen biết. Khi tướng Nguyễn Cao Kỳ hướng dẫn một phi đoàn phóng pháo cơ oanh tạc Bắc Việt trở về, có sự tham sự của thiếu úy Lưu Kim Cương ở phi trường Tân Sơn Nhất. Trong buổi lễ gắn huy chương phạt Bắc của tướng Nguyễn Khánh, tôi đến hỏi thăm, chào hỏi Lưu Kim Cương rất lễ phép, nhưng Lưu Kim Cương đối với tôi như người xa lạ. Từ đó, tôi cũng không gặp Lưu Kim Cương nữa. Đời nó như thế. Thọ đã từng nói với tôi như vậy. Tôi chỉ viết về Lưu Kim Cương vài chi tiết nhỏ. Vì lúc sinh tiền, Thọ cứ bảo với tôi Lưu Kim Cương là người bạn tốt. Dầu sao, Lưu Kim Cương giờ đây cũng quá vãng. Tôi cũng lấy làm thương tâm, như cái chết của Đỗ Thọ vậy. Từ sáng sớm, tôi đang ngủ. Đỗ Thọ đã ra đi. Tối hôm mồng một Tết, Trung úy Nguyễn Đình Thành đến kiếm Thọ nhưng không gặp. Trung úy Nguyễn Đình Thành để lại mấy chữ trên chiếc cạc nhỏ với nét bút nguyên tử màu đỏ. Trung úy Nguyễn Đình Thành cho Đỗ Thọ biết ngày mai gặp nhau ở VIP. Máy bay đậu ở đó trước khi cất cánh, có thể chở vài nhân vật quan trọng ra Đà Nẵng đón tướng Nguyễn Khánh. Chiếc máy bay tốt nhất của Liên Phi đoàn 43, trước đây dành riêng cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trên chuyến bay này, phi hành đoàn gồm 4 quân nhân. Đại úy Đỗ Thọ, số quân 57-601298. Trung úy Nguyễn Đình Thành, số quân 52-600169. Trung úy Trần Văn Nhiêu, số quân 52-600177. Và Thượng sĩ Nhất Hà Tất Lợi, số quân 53-600174. Phi cơ mang số XUFKG-648, lộ trình Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng. Phi cơ cất cánh vào hồi 6 giờ 30 sáng, ngộ nạn lúc 9 giờ thiếu 15. Gia đình chúng tôi nhận được hung tin lúc 9 giờ. Phi cơ gặp nạn ở ngọn núi Trà Bồng, về phía nam phi trường Đà Nẵng. Nhân viên phi hành đoàn được ghi tử nạn. Cuộc tìm kiếm của Liên Phi đoàn Vận tải 43 được lệnh tìm kiếm
và đã thấy chiếc phi cơ của Đỗ Thọ ở địa điểm rơi. 12 giờ trưa, ngày 14 tháng 2 năm 1964, tôi ra Đà Nẵng và ở lại đó 3 hôm, với hy vọng đưa thi thể Đỗ Thọ về Sài Gòn. Nhưng suốt cả tuần lễ, sự hợp tác giữa không quân và thủy quân lục chiến, biệt động quân, mở cuộc hành quân vào địa điểm máy bay ngộ nạn. Tuy nhiên, vì địa thế hiểm trở, lại mật khu của Việt Cộng, nên gặp sự chống đối của địch. Thế là cuộc tìm kiếm không thành công. Đỗ Thọ và ba người bạn đồng hành vùi thây trong rừng thẳm và cũng không biết đích thực sống chết như thế nào. Tôi khổ đau mất đi người anh thân yêu. Sự chết đó làm cho tôi nghi ngờ sau khi đọc kỹ những trang nhật ký của Đỗ Thọ. Đồng thời, tôi nhớ rõ từng chi tiết, những lời nói mong mỏi của Đỗ Thọ không viết rõ ràng vào nhật ký. Sáng ngày mồng một Tết, dự định của Đỗ Thọ gặp tướng Nguyễn Khánh, đối với tôi chẳng có gì là quan trọng. Nhưng khi được tin Đỗ Thọ bị nạn máy bay, mới chợt nghĩ quả thật hiểm nguy. Mối nghi ngờ ấy chất chứa vào lòng tôi, nay mới có dịp thổ lộ trình bày. Lúc bấy giờ, chú tôi, tướng Đỗ Mậu, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh, nên không mấy ai nghĩ rằng cái chết của Đỗ Thọ đầy bí ẩn. Hơn nữa, chế độ cố Tổng thống Diệm vừa mới đổ, người ta không mấy chú ý tới cựu tùy viên Đỗ Thọ đang móc nối với tướng Nguyễn Khánh để trình bày ý kiến của vị Tổng thống bị giết Ngô Đình Diệm. Trong chương sau, tôi sẽ viết về ý định của Đỗ Thọ, ước muốn gặp Nguyễn Khánh để chuyển lại những gì của Tổng thống Ngô Đình Diệm trăn trối. Phi đoàn 43 được lệnh của tướng Nguyễn Cao Kỳ tích cực tìm kiếm Đỗ Thọ và ba người bạn. Chính tướng Nguyễn Cao Kỳ báo tin cho gia đình chúng tôi vào lúc 9 giờ thiếu 15 về tai nạn của Thọ. Những người bạn thân của Thọ ở Liên Phi đoàn Vận tải 43 đã bất chấp thời tiết mây mù trên ngọn núi Trà Bồng để quyết tâm tìm cho ra chiếc máy bay ngộ nạn. Qua đến ngày 16 tháng 2 năm 1964, sự tìm kiếm được ghi nhận đã thấy chiếc máy bay rơi. Nhưng tôi hỏi cặn kẽ những người bạn Đỗ Thọ đã được trông thấy thì bảo chỉ trông thấy phần đuôi của máy bay mà thôi. Theo tôi được biết thì cách khoảng 4 năm kể từ ngày Đỗ Thọ bị nạn, cũng ngọn núi Trà Bồng cũng có một chiếc máy bay rơi. Cho nên dưới mây mù quanh năm ở vùng ấy, với sự nhìn thấy của mắt trần, tôi tự nghĩ chiếc đuôi máy bay mà bạn Thọ đã thấy có phải là chiếc máy bay mang Thọ tử nạn không? Đây là lần thứ hai Đỗ Thọ ngộ nạn máy bay trong năm. Lần đầu tiên ở sân bay Liên Khương, Đỗ Thọ thoát lưỡi hái tử thần một cách lạ lùng, khó tưởng tượng. Chiếc máy bay ngộ nạn ở Liên Khương hoàn toàn hư hỏng. Buồng lái phi cơ dẹp lép, Đỗ Thọ và Đặng Văn Đức bị bắn tung ra ngoài. Ngộ nạn lần đầu tiên Đỗ Thọ đang làm tùy viên cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Lần này Đỗ Thọ đã không thoát khỏi tử thần vì máy bay đang ở độ cao 1.000 bộ. Trước khi lâm nạn, phi trường Đà Nẵng
nghe được tiếng nói của Đỗ Thọ, báo tin máy bay đến đón tướng Nguyễn Khánh và xin chuẩn bị đáp, và hiện đang ở trên không phận phía Nam. Khi nhận được tin phi cơ ngộ nạn, Liên Phi đoàn 43 liền tổ chức cuộc cấp cứu do Thiếu tá Đinh Văn Trung và Đại úy Đinh Thạch On. Theo sự ghi nhận của phi hành đoàn cấp cứu từ 100 bộ trên vùng xảy ra tai nạn, đã xác nhận được đúng chiếc phi cơ ngộ nạn rớt tại tọa độ 315820, cách 30 hải lý hướng Tây Bắc Quảng Ngãi. Trong bản tường trình về trường hợp Đỗ Thọ tử nạn cùng với ba người bạn cho Trung tâm Quản trị Không quân Không đoàn 33 Chiến thuật, Liên Phi đoàn 43 đã kết luận đoàn viên phi hành của chiếc phi cơ MUFKG-648 tử nạn ngày 14 tháng 2 năm 1964 vì công vụ liên lạc đặc biệt, mặc dù không lấy được thi hài. Phiếu trình này được ký ngày 22 tháng 7 năm 1964 với chữ ký dấu ấn của Thiếu tá Võ Hồng Thống, chỉ huy trưởng Liên đoàn 33 yểm cứ. Trong một năm, Đỗ Thọ gặp tai nạn hai lần. Tử thần dường như theo đuổi Thọ mãi, cho đến ngày 14 tháng 2 năm 1964, Đỗ Thọ ra đi, được coi là bất đắc kỳ tử. Chuyến cuối cùng trong đời Thọ chấm dứt vào số tuổi rất trẻ, hưởng dương 27 năm trần thế. Chuyến bay cuối cùng với định mệnh khắc khe, cựu tùy viên Đỗ Thọ đi vào thiên thu như Tổng thống Ngô Đình Diệm mà trong đời Đỗ Thọ hoài trong mãi. Trong nhật ký, Đỗ Thọ đã viết về cái chết bất đắc kỳ tử của ông nội tổ gia đình họ Đỗ đã chết mất xác trong trận đánh chống Pháp ở Ba Đồ, đời Hàm Nghi. Đỗ Thọ cho biết dòng họ qua đời thường xảy ra cái chết như thế, thì nay Thọ đã ôm lấy thảm họa cho đời anh. Kế hoạch của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm để lại cho Đỗ Thọ chuyển đạt, Thọ chẳng đem lại thỏa mãn với đời Thọ. Chiếc máy bay ngộ nạn trước giờ Thọ thốt nên lời nói với Nguyễn Khánh: số trời cố làm tuyệt vọng thêm cho Tổng thống Ngô Đình Diệm và tùy viên Đỗ Thọ. Kế hoạch đó, Tổng thống Ngô Đình Diệm khuyên nhủ Nguyễn Khánh không nên hợp tác với hội đồng tướng lãnh. Nếu thời thế thuận tiện với binh lính trong tay, phải thanh trừng nhóm tướng lãnh đã tạo ra ngày 1 tháng 11 năm 63, đồng thời không được tin tưởng tuyệt đối vào người Mỹ. Tình thế nguy kịch, Nguyễn Khánh cấp tốc lập chiến khu trường kỳ kháng chiến với nhóm tướng lãnh phản loạn và lẫn cả Việt Cộng. Tuy nhiên, phải tỏ ra chánh đạo để được dân chúng ủng hộ. Nếu tình thế khó khăn đối với Việt Cộng, Nguyễn Khánh giảng hòa với họ để rảnh tay chống lại hội đồng tướng lãnh, tin tưởng rằng công việc sẽ đi đến thành công sau khi đập tan được hội đồng tướng lãnh phản bội. Tướng Nguyễn Khánh trở mặt với Việt Cộng
để bảo vệ miền Nam này. Tổng thống Ngô Đình Diệm không mong mỏi giữ lại chức vụ tổng thống nữa. Nhưng thiết tha Nguyễn Khánh theo đuổi chính sách của chế độ. Nguyễn Khánh nắm giữ quân đoàn 2, địa thế cao nguyên, dễ bề gây nên nghiệp lớn và phải liên lạc mật thiết với đồng bào thượng, nhất đám Phôn Rô từ lâu ngấm ngầm chống chánh phủ, cần giao hảo với Pháp trong bóng tối để xin viện trợ, tuyệt đối không dùng cố vấn hoặc binh lính ngoại quốc vào Việt Nam. Như thế tình nghĩa mới trọn vẹn, đúng với nguyện vọng của toàn dân. Tổng thống Ngô Đình Diệm còn nhắn nhủ, dầu sao, ông cũng được đa số người di cư ủng hộ. Nguyễn Khánh móc nối với họ để tuyển cán bộ và cán binh. Tổng thống mất hay còn không thành vấn đề nữa. Nguyễn Khánh thuộc hàng tướng trẻ, mưu lược, hãy vung xới chế độ. Tổng thống Ngô Đình Diệm khuyên Nguyễn Khánh loại bỏ những nhân vật cao cấp như bộ trưởng, tướng lãnh, những người đã run sợ khi Dinh Gia Long bị tấn công, vì bọn này không có khí tiết, chỉ ham danh lợi. Những lời trên, Đỗ Thọ đã nói với tôi trong sáng ngày mồng một Tết Giáp Thìn. Đỗ Thọ mơ màng nói lại lời của Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhắn nhủ tướng Nguyễn Khánh. Nhưng có một điều lạ là trong những trang nhật ký, Đỗ Thọ không viết rõ ràng như thế. Tôi nghĩ rằng Đỗ Thọ nhận thấy thời thế đã xoay chiều và không mấy tin tưởng Nguyễn Khánh chiều lòng Tổng thống. Điều dễ hiểu là tướng Nguyễn Khánh chỉnh lý ngày 30 tháng 1 năm 64 rất dễ dàng. Trong cơn chiến thắng đó, với những áp lực tứ bề, Nguyễn Khánh không dám nhớ đến Tổng thống Ngô Đình Diệm như ước vọng của Tổng thống. Tuy nhiên, Đỗ Thọ một mực thương tiếc Tổng thống Ngô Đình Diệm, nên không quản khó khăn gặp tướng Nguyễn Khánh. Ngày đầu xuân Giáp Thìn, Đỗ Thọ đã cướp được cơ hội đó. Đỗ Thọ vui hẳn, thu xếp một chuyến bay mà tôi có cảm giác sẽ biến chuyển trong đời Đỗ Thọ. Đỗ Thọ đau đớn với cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm bao nhiêu, thì tôi cũng đau xót tình máu mủ với Đỗ Thọ, ra đi không hẹn ngày về. Cuối trời vô hình đó, tôi hy vọng Đỗ Thọ gặp lại Tổng thống Ngô Đình Diệm trong phần linh hồn bình thản. Phải chăng Đỗ Thọ vô tình biết được sự an bài của mình trong hiện tại, và nhật ký đó là cuộc đời để lại trước khi lên đường vĩnh viễn? Hết chương 2.